Vụ tai dạ tàu hỏa xảy ra khoảng 17h50 ngày 29 tháng 10 ở địa bàn đô thị Hà Trung, huyện Hà Trung, Thanh Hóa. Thông tin thử đầu cho biết, thời gian trên chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 36A44925 do ông Bùi Ngọc Tấn 1963, trú tại tiểu khu 6 thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, Thanh Hóa, chỉ huy di chuyển theo hướng từ A vào khu phố Phan Đình Giót. Hiện trường vụ tai dạ. Chiếc xe ô tô băng qua đường sắt đúng lúc đoàn tàu sét lao tới, đã tông thẳng vào ô tô, hất văng chiếc xe màu trắng thanh lịch bên đường. Sau cú va chạm, ông Tấn bị yêu quý và được đưa đi cấp cứu giúp tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết yêu quý quá nặng trĩu, nạn nhân đã tử vong sau đó. Chiếc xe ô tô hư hỏng nặng trĩu sau tai dạ. Được biết, ông Tấn hiện là phó bí thư thường trực huyện ủy Hà Trung. Chiếc xe bắt gặp nạn là xe riêng của ông Tấn. Hiện nguyên nhân vụ tai dạ đang kế tiếp được điều tra làm rõ.